Bộ này vừa này. Lu mặc này vừa đấy nhỉ? Vừa đấy. Để lấy thêm cái quần nào. Mặc quần dài. Mẹ tê cao xa nè, para về nè. Okay. Então amanhã começa amanhã. Vai lá lá embaixo, já? Depois leva ele lá, Maria. Sim. Apresentar ele de Maria e outra pessoa, depois não vê ele estranho. Já, ok. Tá bom. Tá bom, Maxi. Já, tá bom, já? Tôi rất là vui. Tôi rất là vui. Ok, tôi cũng vui. Ainda não construí nada. Já tá tudo. Agora marca é pedreiro. Vai marcar onde? Vai construir onde? Xin chào mọi người nhé, mình Quyết Bonito đây. Hiện tại Quyết đang ngồi chờ Quỳnh chọn mấy bộ quần áo cho mấy đứa trẻ con nhà Tông. Hiện tại thì chúng ta cũng chỉ mua quần áo Segunda Mao thôi, tức là second hand đấy mọi người ạ. Hiện tại Quỳnh thì đang có một em bé ở đây là con của chủ cửa hàng này, là tầm tuổi với con gái của Tông, cho nên là đang thử ướm quần áo vào em bé này. Đấy. Ở đây là ngoài chợ thì người ta đang bán với người ta quảng cáo rất là nhiều thứ. Não, esse é pá grande. Quần lưu à, cái đấy quần lưu à? Cái này quần lưu này. Cái đấy lưu mặc vừa. Thế là mỗi đứa chọn được mấy bộ em? 3-4 độ. 3-4 độ, 5 độ. Thế là Quỳnh chọn được cho mỗi đứa nhà Tông khoảng tầm 4-5 bộ mọi người ạ. Mấy đứa trẻ con nhà Antonio, vợ chồng mình sẽ không mua nữa, bởi vì là mấy đứa trẻ con nhà Antonio cũng có nhiều quần áo rồi. Những đợt trước vợ chồng mình mua cho thế xong rồi là cái đợt về Việt Nam thì mang sang cho mấy đứa cũng khá là nhiều quần áo ấy. Thế nên đợt này là chỉ mua cho mấy đứa con nhà Tông thôi. Sáu cái áo cả. Người nhìn phía trước, phía bên cạnh thì hàng quán người ta có bán cá khô này, xong rồi là cà chua các loại thực phẩm này. Cà chua, khoai tây, rồi là cả dưa chuột này, đủ các loại nha mọi người nhé.
Ok chưa? Có mua được áo ấm không? Chỉ mua được của Lu thôi. Còn của em bé thì áo đây, Quỳnh mua xong được bạn cho thêm đấy mọi người. Bạn cho thêm một cái áo nữa nè. Vậy là bao nhiêu tiền cái? Tổng mua bao nhiêu? 12.000 tổng cả mua quần áo cho con nhà Tông nha mọi người nha. Cũng khá khá đấy, đấy mình chọn vào cũng được khá khá đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới nha. Đấy, ta bỏng ra, bút đi ra vôn tay ra. Quyết với Quỳnh đã xuống tới nơi rồi mọi người nha. Maxi với lại là mấy cậu em Maria đang đi về rồi này. Chắc là các bạn ấy ở đây đi tưới nước sáng hôm nay, vợ chồng Antonio đi lên trên phố mà. Thì hiện tại bây giờ mình đến xuống thế này thì các bạn ấy cũng đang đi về. Rồi mình đi vào nhỉ, khả năng chỉ có Maxi ở Tông ta là. À ok, đi. Chắc là chỉ có vợ chồng Tông ở trong đấy thôi. Đi nào, sẽ đi cả luôn thôi. Để xe đây nhá. À Maxi ơi, này Maxi cầm thịt về này. Xe ở đây thôi. Bên thịt của nhà Maxi mà. Đi giờ không có ai đây thì để cho Maxi cầm về luôn. Mẹ bỏ lên chân nồi em, bỏ trong nồi Maxi đang đội đầu ấy. Bạn này đang không có. À ok, dạ. Ăn đa bên nhá. Ôi, xe hôm nay Quyết lao xuống dưới này này. Hôm nay Quyết với Quỳnh đi xe máy. Ơi. Lu vai para quê? Ah, física. Ah, ok. Ah, chapéu sao họ ăn pergunta Antonio nhá. Bác sĩ bảo là bác sĩ ngày mai mang ấy xuống. Mang găng tay nhựa, găng tay y tế. Để làm súng cao su. Thì đang nói dở cái gì nhỉ? Nãy đang bảo nói dở cái gì? À, vợ chồng bạn Tông đang ở dưới này. Bây giờ Maria với Antonio thì không có ở đây nhưng mà thấy bác sĩ bảo Tông vẫn đang ở dưới này. Thì mình sẽ mang đồ của hôm nay có đi mua đồ mà thì mình sẽ mang mình xuống. Mình đang nói dở. Hôm nay Quyết với Quỳnh đi xe máy xuống bởi vì là mấy hôm đi ô tô xuống ấy mọi người. Thế xong là về buổi tối cái ô tô nó cứ kêu bị ngứa ấy. Nó ngứa thế xong là phải đi ra ngoài để gãi ô tô, cho nên là thôi nay không đi ô tô xuống nữa. Vì là cái đường cỏ nó nhiều quá, nó quẹt còn ngứa ô tô. Ô tô tâm sự với anh Quyết à? Chết tôi. Nói thế thôi, hôm nay là mình đi xe máy để cho tiện đi, cho nó linh động đi vào trong nhà Antonio nữa. Đi vào xem mấy đứa trẻ con xem thế nào ấy. Đây, hôm nay là chỗ này có vẻ như là không thêm được một tí nào ấy nhỉ? Yeah. Chỗ này không thêm mấy. Vẫn vậy. Ở phía trên kia mọi người có nghe tiếng chặt không? Các bạn ấy vẫn đang tiếp tục phát cỏ ở trên đấy nha mọi người nhá. Đấy, phía xa xa kia kìa. Đấy, là có người vẫn đang tiếp tục phát cây, phát cỏ ở trên đấy nhá. Vì trên đấy nó nhiều cái cây gỗ, nhiều cái cây to ấy. Bởi vì ở trên đấy là trước đây chưa có ai canh tác ở đấy. Thế cho nên là nhiều cái cây thân gỗ to lên. Nên là chặt dọn dẹp ở đấy nó hơi bị vất vả. Đi vào trong này thì cái chỗ đất đang quốc dở này hiện tại là dừng ở chỗ này nha mọi người nhé. Tại vì là hai anh bạn quốc đất ở đây. Ngày hôm qua sau khi mà mình rời khỏi đây xong rồi là Tông cũng về. Xong bắt đầu mình quay lại thì cả Maria với Antonio cũng quay lại cùng mình. Bắt được quả tang rằng là hai cậu này ăn trộm chuối ở trong vườn này. Hai anh Trạng này ăn trộm 3 buồng chuối. Maria với lại Antonio đếm cả rồi mà. Các bạn ấy đếm là trong vườn có bao nhiêu buồng chuối. Ồ, cuống luôn cả đường này. Rất may là lúc quay lại thì bắt được quả tang các bạn ấy đang xách chuối. Maria bảo nhà tôi đếm ở trong này 15 buồng chuối. 15 buồng chuối. Thế là hôm qua cho các bạn ấy nhận quyết định nghỉ việc luôn. Antonio hôm nay đo hết cái khu đất này mọi người. Đo hết cái khu này các bạn ấy cuốc được bao nhiêu mét. Thế xong rồi tính tiền
để trả cho các bạn, cho các bạn nghỉ rồi. Tất cả cái khu mà các bạn đã cuộc ở đây là 12.000 quan giác nha mọi người nhá. Tí nữa bota sẽ được đi. Để Tông sẽ trả cho các bạn. Yeah. Vợ Tông nghe có vẻ sao được câu mồ. Dạ. Ta qua. Ờ sao không để cái tưới kia lại nhỉ? Xong để cái tưới lại để cho vợ chồng bạn tưới nhỉ? Lu ta boa. Alo. Lu ta boa. Làm sao Lu? Lu phải chào đi. Chào nào. Phải chào nào. Chào chào. À ok được rồi. Ta vâng. Ta vâng rồi. Rồi để xem trong tình hình vợ hai vợ chồng bạn làm thế nào đã nhỉ? Đó. Mami ra ta boa. Sí, lo mami khỏe rồi đấy. Ya bota di. Por qué no desa aquí regador de para que rega? Tom. Más que esa que cimenti el di vai que vai vai que vai 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 pula. Cuidado que cimenti vai pula. Después usa que regador, ¿ya? Vot eu to tenta comprar regador mas não tem. Tudo cidade não tem. Então te tem que usar junto com que do Antonio e Maria, ¿ya? Nào, vay aquí nào. Nào, bé Nina Nina nè. Nè số đi nào. Nào, vay aquí ba experimenta nào. Nào, cho mấy đứa trẻ con đi thử quần áo nữa. Đây, có Lu nào, Lu để bác sĩ cởi ra xem nào. Nào. Ôi giời, đứng. Áo bẩn quá. Đứng trên cái đây cây luôn hả? Này, lên đây nhá. Đây đấy, cẩn thận nó cái đấy nó sập sạch ngã đấy em ạ. Nào, 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 cuida được. Sập sạch ngã đấy. Em dưới rồi. Rồi để cho Quỳnh cho mấy đứa nó thử quần áo xem thế nào. Đấy, váy vóc này. Lu hợp tác nhỉ. Nào, để bác sĩ cởi ra cho nào. Bộ này vừa này. Lu mặc này vừa đấy nhỉ. Vừa đấy. Để lấy okay. Thêm cái quần nào. Mặc quần dài. Nào, mete calza nào, para ver nào. Nói chung là cho hai đứa nó ướm thử một tí thôi mọi người, ướm thử thôi. Một bộ vừa thì coi như là những cái bộ kia này tương đối cũng vừa. Lu đi nà nè. Li seu din. Lu seu din à? Li seu din. Li seu din à? Sim. Cái quen tên Li seu din à? Li. À Li. Li seu din à? Em mọi người thấy hôm nay là vợ Tông tươi hẳn chưa? Bạn hôm vừa rồi bạn ấy cũng đau đầu nhiều. Với lại là hai vợ chồng mình xuống thế này ấy cũng trêu bạn ấy nhiều đấy, cũng nói với bạn nhiều là Bác xin chào. Bác xin chào đi. Bác xin chào nào. Tanh otra, tanh otra đấy. Hai vợ chồng mình cũng nói với bạn là bạn này, bạn mami thì xinh gái rồi, thế nhưng mà khi mà cười thì xinh gái hơn. Thế nên là chịu khó mà cười vào. Nên là trông tươi tắn lắm mọi người. Rồi. Hôm nay hết ốm rồi mà. Cao sao to ăn đi. Này, xem nào, xem Lu. Anh ta không xin nên à. Đây Lu đây. Lu bonito nha. Nào nào bring ca kẻ su dù chan Lu. Nha Lu. Cao sao bonito ấy. Tu du bonito. Này phải đi dép vào nữa. Ngồi đây nha Lu. Được rồi. Rồi ok, thế là đẹp rồi đấy. Ở trong này vậy là tính vào khoảng tầm bao nhiêu bộ? Của Lu thì nhiều hơn khoảng 7-8 bộ gì đó. 7-8 cái áo, 7-8, 5-6 cái quần. Ừ. Còn của em bé thì được trên được khoảng 4-5 cái thôi. cái tầm bé bé hẳn thì nó hơi ít hơn để mình chọn những cái đồ nó đẹp ấy. Ôm mặc quần vào đi. Vestito do azatiro. Dạ, dạ. Đợi thử thêm cái nữa xong thôi thôi. Ừ, thôi thử thử cứ mặc luôn được. Ok. Chồng đã đứng bà gái. Trời ơi. Tudo tempo, tudo dia vem aqui trabalhar aqui que me até causa para ele, já que vai casar com também, não deixar ele ter raia. Tá bem, tá bem. Cảm ơn. Ôi giời. Hồng rực luôn. Rồi, ok rồi đấy. Rồi, ta bông. Và mét tê cao xa nhá. Nó ăn đa số gì nhu hạt sinh. Lu, vai, vai bút ca nhá. Bút ca xin lên vậy. Xin lên là tao ăn đi. Ta kì này. Đấy. Ta mang tanh ô trù. Cái này à. Em chọn cái khác để cho tông mặt luôn cho nó nhanh. À, đây. Phải go free, ta phải free. Cái này là cái bạn, cái các bạn ấy cho thêm này. À. Các bạn nhút nhút vào. Rộng cái này. Cái này, cho thêm à? Vâng, cái này bà chủ vái quý quá bà cứ cho thêm.
Cái này hơi rộng rồi. Cái này của có khi của Lu còn mặc vừa. Đây, đây. Troca otro. Esa no es que denla. Esa no es, ya. Bé. Đây này, những cái áo phông này mặc sẽ kín cổ này. Mặc vào đây không lạnh luôn ấy. Vâng. Tùng. Tùng cứ mải ngắm. Này được rồi. Đó. Em bé cho tay vào đây. Bonita nhá. Rồi, rồi, ok, assim so, nhá. Não vou tirar jamais, nhá. Xin gái đây. Được rồi. Đi dép vào đi. Nó mất cái xin này, nhá. Parabéns, nhá. Parabéns. Come on. Cảm ơn. Được rồi. Tạm thế đã. Còn cái này để về nhà. Các bạn sẽ mặc đổi buổi ngày, đổi ngày, đổi ngày. Hai bạn, hai cái. Rồi, bây giờ chúng ta đi tranh thủ thì cũng như ngày nào khi mà Quyết xuống dưới này là Quyết sẽ đi lượm một vòng xem là tình hình rau cỏ của các bạn ấy. Anh ta không xin nên này nhá. Thì chỗ này các bạn ấy ươm hạt hết rồi mà. Bây giờ là chỉ chờ cho nó nảy mầm thôi. Nhưng mà chỗ này tưới nghe có vẻ là không được đều lắm đây nhỉ. Tưới không đủ ướt sũng. Đánh án này phải tưới cho nó sũng một tí. Cái luống này thì chưa trồng cái gì hết này mọi người này. Còn ở đây thì mọi người trông này, cỏ nó lên rầm rầm thế này. Đây là những hạt cỏ gì đây mà nó lên ghê này. Lên như kiểu là cây trồng mà mình gieo ra ấy. Cỏ lên ghê vậy ta. Đây, chỗ này này. Con gì nó cắn cụt lá rồi đây này. Bị sao vậy anh? Cỏ lên nhanh lắm. Hôm trước em bảo không có cỏ đấy. Ừ, hôm trước em vừa nói là không có cỏ. Thế chứng tỏ là nó bình thường đấy chứ. Bình thường mà không có cỏ là mới là bất thường ấy. Đất các bạn làm kỹ lắm đấy. Rồi. Nói chung là ok rồi. Đi sang bên này xem nào. Nói chung là đây không có cái gì ảnh hưởng gì cả. Ấy. Nhưng mà đây có vẻ hơi lạ ấy ta. Cái này nó không đều nhỉ anh nhỉ? Ừ. Có cái cao cái thấp. Trông có vẻ nó có cái gì đấy cụt cụt ấy. Thế nhưng mà ở bên này thì hạt giống nó lên đều hơn này mọi người này. Hạt giống ở bên này nó lên đều hơn. Tông bên này vợ bạn ấy đang tiếp tục lấy nước để tưới rồi. Bên này cái cuộn của nó dài nhỉ, chân nó dài nhỉ anh nhỉ. Đúng rồi. Đây là rau cải ngồng. Hiện tại thì Quyết cũng đang nghiên cứu xem là cái thể loại bơm tự áp đấy mọi người. Để mình thử mình làm xem là có bơm lên được hay không. Đi qua đây đi xem cái hạt giống này nó có lên không nhá. Hạt giống gì nhỉ? Hạt giống cái gì? Ớt. Tông ơi, es aquí tapa mai này, chá. Cánh distapa. Xôi em. Chưa ăn thua. Nhưng mà tông bảo là tông mới gỡ ra thôi. Aquí tapa mai ra xin mẹ à? Vamos, xôi, tông mới ra mùi ra chá. Dạ. Mà chỗ này đã gieo chưa anh nhỉ? Gieo rồi, chỗ đấy gieo rồi. Nhưng mà thôi thì tưới không tưới kiểu này được. Anh ạ. Ừ thì bảo từ ngày mai các bạn ấy phải sử dụng chung cái tưới của nhà Antonio mà. Hiện tại mình chưa mua được. Ê. Ui. Esa ra simea. Dónde la nada. À ta bom ra. Nhưng mà chưa có thì làm sao lại phải tưới? Vai simea que aquí. Vai Senora. Agora. Agora, oh. No, metela, agora no tiene nada, mete. Então, não, aí não mete nada, não rega aqui, rega onde já planta só. Já, tá bom, né? Então, para só. Ou repetir, já? Já. Não, essa onde não planta ainda, então, não fazer ainda. É desse tempo você que mete canisio para plantar do pepino, já? Hai vợ chồng tưới nhiệt tình quá mà bây giờ là cái chỗ chưa trồng cũng tưới vào đây. Thế bảo dành thời gian để mà cắm dàn và trồng dưa chuột thôi chứ còn bây giờ là tưới cái vào chỗ đấy không để làm gì đâu. Aquí ya entra senora này.
Aqui também? Não, aqui entra esse bote. Só esse aqui, né? Esse também cenoura também, né? Ok, tá bom. Aqui foi cebola, aí não foi cenoura. Agora vamos ter cenoura mais em frente. Só aqui tá ainda não, né? Ainda não, de frente ainda não. Ok. Thế là có hai cái này là rồi, né? Então, começa aqui, né? Pode que meter caniço para que... Pepino. Já? Oh, xe bụng á. Nói chung là vợ chồng bạn ấy là làm thì làm thế nhưng mà chưa biết tự tính toán. Giống y như vợ chồng Antonio ngày xưa thôi mà. Nói chung là bao giờ ông phải vất vả thời gian đầu. Tức là ở đây là các bạn ấy cũng gieo được một luống hành tây này, với lại một luống cà rốt này. Nhiều đấy nhá, luống này dài này. Nói chung là cái luống của nhà Tông là dài gấp rưỡi một cái luống của nhà Antonio đấy. Luống này dài đấy. À, Tông ơi, đò mai nhà xô áp nhà kì. Đò mai nhà áp kì tên xô. Để bên trên quán, tụi mày muốn xô nào? Nào. À. Giờ mà sao em, tại vì là mặt trời nó về hướng kia mà đây đúng em đứng hướng tây mà. À, ok. Cái tầm là tầm 12 giờ là nó hết nắng rồi. Này, Tông này. Primeru, Faja Ali i on di ke Tapadu aki tanki ke kota này. Ya. Đây là bạn đi làm thêm được 1 2 3 4 luống nữa này. Buộc cái này vào đây xong rồi tí nữa chỉ có gác qua thôi mà. Nhưng mà chỉ có vẻ à dây bên kia đẩy thôi. Bỏ sẵn này cho nó dễ buộc. Là sao Lu? Ly? Ly Lu? Em bé. Này thì tại thì cần buộc thấp thấp thôi, không cần buộc cao lắm. Như là nhà Antonio đúng là lần trước là buộc hơi cao. Dàn dưa chuột cũng không leo được cao. Cái này, cái cành trúc này trước mình cũng để làm dàn đậu đũa luôn đây này. Nói chung làm được nhiều lắm. Nên bài sổ sổ. Mai bài sổ một bộ. Tá bom, assim só. Outro, na meio, já. Já, amarrar já. E continua assim, né? Cái này phải cái đầu này xem chưa đẹp hơn. Đẹp hơn, mình phải làm đối đầu mà. Ok. Giác đi. Cái trúc này chúng ta có rất nhiều mọi người, chúng ta có rất là nhiều trúc. Cho nên là để cắm như thế này, nó rất là cứng nhỉ. Thôi, cái này chả cần phải cắm sâu buộc vào là tự nó chắc mà. Đấy, chúng ta cứ để như thế này, như lần trước mình nói với mọi người đấy.
sau nó bị mòn ở dưới, nó mục ở dưới đây thì nó cứ cụt dần thì chúng ta vẫn sử dụng những cái cành dài này. Có được âm enta mai kể amaha ki para ni phi sa bành ai in đà tông nhé. Thì coi continue pha gì. Rồi, tình hình thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên qua chỗ Tony Phong một tí mọi người. Xem là Tony Phong có nói chuyện với mình và khán giả cũng có bình luận nhắn tin. Ở trên đấy có một cậu đang xin việc làm. Thế nhưng mà Tony Phong đợt này thì chắc là về Việt Nam. Thế nên là cũng chưa nhận thấy cậu ngay được. Nên mình nên xem tình hình như nào. Nói chung là mình cũng chưa hứa là nhận đâu. Bởi vì là thực ra thì người để mà nhận làm đối với mình thì không quan trọng lắm. Nhưng phải lên trên đấy xem xét đã. Thì bây giờ đi lên trên đấy là coi như là đi thăm chỗ Tony Phong xem thế nào nhé mọi người nha. Đi nào. Đây là sao vậy thì Tông này tạp ba mai chứ, tạp ba bành chứ, Aki sì. Này bông mai kể tạp ba mai un poco de grosso para unificar sempre humido. Đi, ta đi Lu nha, nó brinca con agua nha anh Lu la scuti. Nó brinca con agua nha. Bố tì bạc tê nha. Ok, đi nào mọi người ơi, đi nào. Chào Tru Beng. Xin chào buổi chiều. Tony Phong đâu ta? Say qua cô ra. Dạ. Anh Phong ơi. El no vi mai. El dice batti vi qui puoi fare comigo. Sì. Chào Tru Beng. Ta começa a construir. Já começa a construir. Dia 15 só. Dia 15. Sim. Dia 15 à? Sim. Tức là ngày 15 bắt đầu à? Ali já vai lá, já acabou pronto? Ainda. Faltam 6 dias. Falta 6 dias. 6 dias vai lá já pronto. Ok. Sim. Aqui quem é novo? Novo amigo aqui. Você? Sim. Você mora aqui? Sim, moro lá no que na cidade. Ele mora na cidade? Cidade não, ela tá no sim. Mas ele tem lavra aqui, ele vem sempre aqui com a mãe dele. É? Sim, ele veio aqui, vê o pessoal tá trabalhar aqui, ele já tem uma mulher, dois filhos, vê o pessoal tá trabalhar aqui. Tem quantos assim, anos você? 24 anos. 24? Mas o que? Cara tá muito jovem. Por quê? Por quê? Forma de se organizar. Você tem lavra, por que não trabalha bem aqui, para quê? Não, no trabalho que eu tava fazendo na lavra, tava começando agora, não tá me dando dinheiro, quero dinheiro para ajudar a família em casa. Às vezes, para mim, começar a dar na mulher e dar no filho. Então agora Tony Phong ainda não paga, então dinheiro sai onde? Não, Tony Phong me disse ainda não vou, não, nesse momento não vou te pagar ainda, vai ter de esperar. Até que eu vi, quando eu vi de viagem, só sei que vai estar trabalhar para te pagar. É isso que ele disse. Já. Yeah. Então amanhã, começa amanhã, vai lá, vai sur trabalhar, já? Yeah? Sim, tá bem, vai lá trabalhar. Tá bom, amigo. Sim, tá bom. Ele trabalha bom. Ah, ok. Então amanhã começa amanhã, vai lá lá em baixo, já? Depois levar ele lá a Maria. Sim. Apresentar ele de Maria e outra pessoa, depois não ver ele estranho. Já, ok. Tá bom. Sim, okay. Tá bom. Acabou, Maxi. Já, tá bom, já? Ok. Já. Tôi rất là vui. Ok, tôi cũng vui. Rồi, amanhã nhá. Tá bem, já, ok. Đấy mọi người ạ, thế nhìn thấy anh mặt anh bạn này cũng rất là hiền đấy. Thế là mình đi lên để gặp anh bạn này rồi thì thực ra thì nhìn mặt cái là cũng thấy ưng cậu bạn này. Bởi vì là nhìn cái mặt khá là hiền. Trông trẻ phết nhỉ? 24 trẻ. Tuổi mà cái mặt trông thế rất là trẻ nhỉ. Và cái quan trọng là có vẻ là cũng biết lo cho vợ con đấy. Bảo là đi hiện tại bây giờ là nương rẫy của các bạn ấy là cũng có. Thế nhưng mà làm thì chưa có sản phẩm ấy. Nên là bây giờ là tranh thủ đi tìm việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Thế thì cũng ok, thế thì nhận luôn. Anh Phong thì anh cũng bảo mình mấy ngày nay rồi. Thế nhưng mà bây giờ thêm là khán giả động viên nữa thì mình nên mình xem thế nào. Thế nhưng mà đối với mình thì mình không có phụ thuộc gì đâu mọi người ạ. Nếu như anh bạn này mà làm không ok thì mình lại tiếp tục cho bạn nghỉ thôi. Đấy thì như lúc đoạn trước của video mọi người cũng thấy đấy. Là hai anh bạn này cũng được nghỉ rồi đấy. Có mới hai anh bạn ở đường này cơ mà nhờ, đường này, đi này. Nói chung ấy thì kênh nào thì mình không biết. Thế nhưng mà riêng mà kênh Hai Quy, kênh Quyết Bonito thì hơi kén người mọi người. Nên là người vào người ra suốt ấy. Mình chả ở đâu thấy mà người vào người ra nhiều như kênh Hai Quy đâu. Cứ đi suốt. Đi nha, đi xuống thôi.
Đây thế là chắc là nhà tông chắc là cũng chuyển được có khoảng 2 đến 3 chuyến này thôi chứ không có nhiều nhỉ. Để cho các bạn ấy làm dàn cách xa cái chỗ này ra, khỏi đến lúc dưa chuột nó lên nhé. Nó tạp ở cái chỗ này rồi mọi người này. Thì sau những cái chỗ này để trồng các loại rau khác này, nó ưa bóng một tí để cái dưa chuột nó không bị tạp nắng ở đây. Bởi vì mặt trời là hướng đông nó phía kia mà đây là hướng tây mà. Nên là buổi sáng là cái nắng quan trọng nhất, thế xong rồi buổi chiều lại bị tạp nắng ở cái chỗ này nữa thì trồng hai dưa chuột đây nữa thì cái này nó bị khuất nắng quá, ấm nắng. Đây, như thế này là của tông làm như thế này là ngày mai có thể là mang dưa chuột đến trồng được rồi này. Tông nghe tenta karaga mai kanisu parake fasiaki ya. Mai umka kanteruaki ya. Parake amanya zapoti komesa disimia. Tenta karaga mai muito ya. Rồi, hiện tại bây giờ thấy nhà đi về nhà Antonio nha mọi người nha, chúng ta sẽ đi về nhà Antonio xem là mấy đứa trẻ con ra sao nhé. Li nè. Li. Sinenata ondi. Tandato à hả? Sợ đi quá, nào. Sợ quá. À, vô passa casa y vô volta mai. À, vô y dire tu cidade, ya. Yeah? Ya, yeah, ok. Quero falar com ele. Sim, só vou estar no dia 1º do mês do açaí. Já? Hoje. Qual é o dia? Qual é o dia? Ontem. Ontem. Então amanhã em cidade, já? Para você aqui, dessa mês, vou dar a empresa do mini primeiro. Para você andar na cidade e que fazer tudo coisa ali. Sim. E amanhã de manhã ir direto na hospital encontrar nós ali, entendeu, né? Sim, sim. Para que primeiro me tecipe. Primeiro eu faço que ecografia ainda. Sim. Depois eu vou trazer lá, fazer a metecipe. Sim. Já? Yeah? Sim. Vợ Tông hẹn hai vợ chồng mình là bạn ấy nhờ để đặt vòng lâu lắm rồi mọi người. Pega dormir primeiro, já? Yeah? Bạn nhờ để đặt vòng lâu lắm rồi. Thế bây giờ là bạn ấy đến lúc mà cần phải đặt vòng rồi thì ngày mai bạn sẽ đi về phố. Bạn về phố để lên nhân viện, vợ chồng mình sẽ nhờ người đặt vòng cho bạn ấy. Mang cặp lấy chip chứ. Đâu, đặt chip. Đặt chip chứ, anh bảo đặt vòng. À thì coi như là đặt vòng. Đặt chip với đặt vòng là anh em. Nhầm. Ok, nhớ được lặng. Rồi nha mọi người nhé. Thế là bạn ấy cái việc mà đặt chip là bạn ấy chủ động chứ không phải chưa cần đến vợ chồng mình khuyên đâu. Thế là bạn ấy cũng đã hẹn cách đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ là đến với có điều kiện để bạn ấy nói với vợ chồng mình thì ngày mai để bạn ấy đi trên phố. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà Antonio nè. Ở đây mà nhà nhé. Ê, chạy đâu ấy? À, chạy đâu ấy? À, Quỳnh. Bắt ta đi. Antonio Maria đâu xe cả. Đây là vợ chồng Antonio Maria chưa về mà. Quỳnh, chạy đâu ấy? Ừ, chạy đâu ấy? Ôi, tay lạnh về. Hả? Sao tay lạnh về? Ở nhà tay lạnh đấy. Đây mấy thanh niên này tưới cây xong thứ giờ về đây ngồi chơi đây rồi này. Ta tu đu bên. Hả? Quỳnh ta boa. Nào lên nào, phát ti đâu nhỉ? Phát ti tù. Phát ti tù. Phát ti vừa nhìn xem là bác sĩ có mang gì xuống không. Hôm nay mình không có cái gì. Có chân à, để xem lại cái điện xem nào. Xem điện là mấy đứa trẻ con đang ấy đấy. À điện ok rồi đây này. Đâu anh? Đang sạc cái thứ ok rồi à, được, vấn đề gì à, đang sạc cả đây, sạc hết mọi thứ rồi. Thế là được rồi. Phát ti tù. Đấy, mấy đứa trẻ con đang đan tóc cho nhau này. Mấy cái cả ông anh, ông chú này cũng đan tóc rồi này. Ta tiên ra. À, đi massage đấy. Mấy đứa trẻ con đang rỡ tóc cho nhau. Rỡ này hơi bị đau ấy nhỉ. Đi vào thăm đa cụ với chị cụ xem tình hình là các vị ấy chưa nhỉ? Các vị chuẩn bị xây nhà chưa nhỉ? Nghi lắm, khả năng là các vị là chưa lắm. Nghi các vị là chưa xây nhà lắm. Gà này nhà ai đây? Gà nhà ai đây? Gà ai buộc chân đây? Maxi ơi, em sẽ gà đi nhà đu kênh. Gà đi nhà đu kênh.
Lưu Tông, gà của Tông sao lại buộc chân ở đấy định thịt à? Vào ta đi. Tao tự bên. Ok. Đi vào xem bếp nhà Tông tình hình là hai vợ chồng vẫn đang sử dụng đều đặn đây này mọi người này. Các bạn ấy sử dụng đều đặn đấy. Nói chung là thấy các bạn ấy phản hồi lại là dùng ok lắm. Dùng ok lắm. Khói ra ngoài hết đấy. Ogata boa. Criança. Dạ. Milio. Anh đã nấu pronto. Đây xem đa cù đâu ta? Ta. Em hỏi đa cù bao giờ xây nhà nào? Đa cù ta bông. Anh đang nấu công construir nada. Agora marca é pedreiro. Vai marcar onde? Vai construir onde? Não tem sítio. Ou vou partir essa aqui. É? Vou partir essa aqui. Ou entra aqui ou aonde? Não tem sítio aí. Não fala bem com o Chico. Falou. Sim, então que onde construir fala bem com o Chico. Cadê isso? É. Faz sal, mọi người, que tôi là Chico đẹp trai aí. Tôi là Đa Cù. Bạn này tôi là Đa Cù đẹp trai rồi. Đẹp trai. Đa Cù đẹp trai. Tức là Đa Cù với lại cô Tù thì đóng gạch xong hết rồi. Các bạn ấy nói chung là kết thúc đóng gạch thì bây giờ là chờ để đào móng xây nhà mọi người. Nói chung là các vị vẫn còn chậm trễ lắm. Dạ dạ dạ, dạ cô cô. Fazer três, um meu, um do puto, um do chico. Sim, Chico é dono aqui, não é? Sim, fala bem com ele que onde vai construir para que arranjar já. Ele me mostrou aqui assim. Já. Aqui mesmo. Ok, tenta fazer mais rápido, porque nós não temos aqui. Tá bem, doutor. Já? Yeah? Sim, sim. E quem fez isso? Qual? É fio. Yeah. Fio, puto, puto. Do nenê, da orga. Ah, sim. Tá bom, já. Tenta, já dá cu, tenta fazer rápido, já? Tá bem, sim, sim, yeah. Doutor. Sim, sim. Você é muito atrasado. Nada, doutor. Bem, bem lento. Serviço bueno. Serviço bueno. Você serve isso de água de chefe? Água do chefe ensinando. Não quer provar. Você é que serve, tua serviço é que água de chefe, não é? Doutores, desculpa, o Chico disse encostar mais aqui assim. Já? Sim, encostar aqui assim. É, sim, sim. Depende de vocês, já? Depende de vocês, já? Já concluí, falta só um bocado, 50 só. Já. Também já amassamos tudo. Ok, para... Vamos já fazer. Já. Sim, sim. Agora marca mestre, não tem colher, não tem... Para ainda que serviço de água de chefe, já? Construir primeiro, já? Tá ligado, que é? Olha, não é? Sim, sim. Serviço, água de chefe tem que parar ainda. Essa menu do outro ano, de ano passado, sim, né? Passado. Não tem bicho entrar? Não, não entendo. Você é de onde que bicho não entra? Bicho, tá entrando um bicho do doutor que nos deixa. Temos bicho. Tá entrando um bicho. Né? Sim, doutor. De Quimbundo e a semente do doutor também tá entrando um bicho. A semente do doutor tá virando fuba. Tudo estragou. Tá tens bicho. Então, esse tempo de plantar, vou dar mais semente para você plantar. Tá bem, doutor. Já? Sim, sim. Sim. Ok. Dá mais para semente. Dá mais. O meu também... Tudo virou fuba. Não. Tudo virou uma fuba. Bocado só. Já. É só bocado. Tenta arrumar a terra que esse tempo vou dar. Já? Tá bem, doutor. Sim. Vou dar para para você que planta muito. Sim, para ir meter na lavra. Se não, para estragar um pouco. Virou fuba. Está pronto, aqui está pronto. É, aqui está quase pronto. Queimado. Pronto já. Está queimado. Ele gosta de queima mesmo. É? Já está pronto, está fartado. Aqui já está pronto. Já está pronto. Já, ué. Ainda está fartado. Ele gosta de virar preto mesmo. Rồi, các nhà mọi người nhá, tình hình hôm nay chúng ta xuống với lại đi một vòng rồi xem tình hình các bạn thế nào để thúc đẩy. Nhưng mà đấy mọi người thấy ở trong này là tình hình chi cù ra cùng vẫn chậm trễ. Thôi video hôm nay sẽ kết thúc đây nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Rồi, ok, tạm biệt mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Meu especialista em chào mọi người. Tô dormi. Né, tá bonita. A minha era pequenininha. Eu tenho que ficar grande.